8 giờ chuyện ông Bảy Thanh là câu chuyện về ông Bảy Thanh ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nhớ lại cái ngày đầu tiên xử Hồ Duy Hải, ông Bảy Thanh vẫn còn thấy tức anh ách. Đã 13 năm mà ông vẫn nhớ rõ lắm. Nó đã là một vết hằn trong não ông. Đúng cái ngày đó, ngày 28 tháng 11 năm 2008, tại phiên sơ thẩm vụ án Bưu Điện Cầu Voi, ông đã bị hai công an sóc nách kéo ra khỏi hội trường xử án. Lý do đơn giản là ông đứng lên nói ra sự thật. Là cái ngày đó, ngay khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An vừa đọc xong bản cáo trạng truy tố thằng Hải, ông đứng lên phát dậy, nói liền: "Mấy ông nói sai rồi, cả buổi tối 13 thằng Hải nó ở đám tang ông Tư Lan với tôi, thì làm sao nó lại giết được hai con nhỏ ở Bưu Điện Cầu Voi?" Mới nói bi nhiêu mà nó đã bịt miệng ông. Đã 60 tuổi đầu mà ông bị hai thằng trẻ ranh sắp nách lôi đi. Mà ông nói đúng chứ đâu có sai. Mỗi lần nhớ đến là ông cứ thấy cay mũi. 13 năm rồi mà nay tụi công an lại tiếp tục hành ông. Mấy ngày rồi ông phát bệnh mà nó cũng không tha. Ngày 8 tháng 7 năm 2021, công an tỉnh Long An triệu ông lên trụ sở công an huyện Thủ Thừa, nói là làm việc về một số việc liên quan. Tưởng chuyện gì, hóa ra lại cũng cái chuyện thằng Hải đi đám tang ông Tư Lan. Việc thằng Hải phụ đám tang nhà ông Tư Lan, tôi đã nói ở tòa từ năm 2008. Giờ mấy chú còn hỏi chi vậy? Bấy nhiêu thôi mà công an cứ ép ông phải nói là đám tang tối 12, chứ không phải tối 13. Tối 12 ông Tư Lan đã chết đâu mà đám tang? Sao công an mà mồm miệng nó gỡ vậy? Ông Bảy nhìn quanh phòng làm việc đầy khẩu hiệu, sáu lời dạy của bác Hồ: công an là bạn dân, xạo ke, bạn cái đồ khỉ gió. Bất giác ông Bảy thấy mắc cười. Vậy mà người ta quần ông đến 10 giờ đêm mới cho về, lại còn xưng là thanh tra của bộ nữa chứ. Hôm sau lại gọi ông lên, ông không đến. Ông bệnh, năm nay đã 72 tuổi rồi mà người ta cũng không thèm nghĩ nương cái thân già của ông. Hôm qua họ quần ông đừ người rồi. Rồi 9 giờ sáng xe máy chạy rần rần, hơn chục công an kéo vô nhà ông. Tiếp tục bổn cũ soạn lại. Đến chiều thấy không xong, công an phải kéo nhau về. Công an về hết, ông ngồi dậy, miệng cứ lẩm bẩm: kỳ cục quá. Sao công an mà cư xử kỳ cục quá? Sao không đàng hoàng như mấy chú Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm việc mấy bữa trước? Kỳ cục quá.